Xin uh, chào mừng uh, toàn thể các bạn nhé uh, Thì ngày hôm nay thì uh, bên uh, cửa hàng bên em Lại tiếp tục lên uh, cho toàn thể các bác Đó là một trong những dòng mẫu sản phẩm Của Loa Audio Center uh, BF12+, uh, và trong thời gian vừa qua Thì cũng có rất nhiều các bác Hỏi bên uh, cửa hàng bên em Về dòng sản phẩm uh, loa bãi Hàng xịn uh, à, các bác nhé uh, Thì với một cái video ngày hôm nay Thì uh, bên uh, cửa hàng bên em Không tháo À, bát tép ra à, cho toàn thể các bác xem và bên em sẽ quay về bên cái phần ngoại thất à, của dòng sản phẩm này à, và à, để cho toàn thể các bác chiêm ngưỡng à, được về cái chất của dòng à, sản phẩm loa audio center thì với dòng à, sản phẩm của loa loa center thì à, nó có hai đời à, một đời thì à, theo như à, rất nhiều anh em à, đã phân tích à, thì à, đó là một đời là tép uh, tép của uh, loa audi center thì uh, là màu canh dán và còn uh, một loại tép thì là màu uh, trắng các bác nhá thì uh, con này thì uh, với dòng sản phẩm uh, đôi loa audio center ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em đưa lên cho toàn thể các bác uh, đó là uh, đời uh, mới uh, đây là nó là một trong những dòng sản phẩm loa bãi của đời mới các bác nhá uh, với uh, được thiết kế là loa bát 30 mươi À, côn 76 từ 190 à, và tép thì à, nó là tép côn 44 thì à, em à, cùng các bác sẽ đi à, soi về bên phần à, phần 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 ngoại thất của dòng à, sản phẩm loa này thì à, với chi tiết à, được à, à, sơn thì nó là sơn nhám các bác nhé à, sơn nhám sần này đây này cho, cho toàn thể các bác hay còn gọi là một à, tí sơn, à, nước sơn à, cát à, sơn cát các bác nhé, đấy thì cái đôi loa hàng bãi thì chúng ta không thể đòi hỏi được đẹp như đôi loa hàng mới được. Đấy, cho nên là các bác cũng phải hết sức thông cảm. Bởi vì với các cái dòng loa bãi thì như thế này. Thì em đánh giá là đôi loa này thì nó còn đẹp tới 90%. 90% gọi là một số chi tiết không đáng kể. À, rồi các bác đi qua thì các bác vui vẻ, hoan hỉ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like nhé. À, đi qua thì ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like. đây soi cho toàn thể các bác lại nhìn về phía phía đằng sau thì à, các bác nhìn thấy à, với dòng à, sản phẩm à, loa hàng chính hãng cũng như là hàng à, chất lượng, hàng loa bãi. À, của Audio Center PF12+, Thì cho chúng ta Với thiết kế ở phía đằng sau Thì quá là ok Và với mỗi dòng loa của dòng loa Audio Center Thì bên cửa hàng bên em Luôn luôn à, Luôn luôn cho à, Bao cho chúng ta đó là bao green à, Bao đẹp, à, bao chất luôn à, Thì với dòng sản phẩm loa này Thì họ kể cả họ thiết kế Từ cái tai, à, tai lầm các bác nhá Tai lầm à, đánh kiểu là À, đánh 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 center đấy, loa audio center à, thì các bác thường gọi các cái đường audio center là loa trả lời. Đấy, cho nên là với dòng sản phẩm loa này thì cũng có à, rất nhiều các anh em là hát văn à, thì cũng đã lựa chọn với dòng sản phẩm loa à, audio center PF12+ này. À, bởi vì cho chúng ta là một cái tiếng lời hay là cái tiếng chất âm thì nó quá là ok và quá là hoàn hảo để à, các bác nghe. À, với à, chi tiết của dòng loa này thì à, À, cho chúng ta đó là một cái chất âm cực kỳ sắc nét à, từ cái à, độ phủ à, của tép thì à, đánh rất là xa và rất là mịn còn à, với dòng bát thì cho chúng ta đó là tiếng cực kỳ là sâu anh em nhé à, rồi một lần nữa thì à, các bác đi qua à, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em huyền audio một like nhé à, với dòng sản phẩm loa này thì các bác à, ưu tiên cho những anh em nào gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em đúng không ạ Ưu tiên cho anh em nào gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em để sở hữu à, đó là dòng sản phẩm loa bãi Audio Center BF12 cộng mà một cái giá cực kỳ là tốt anh em nhé, Cực kỳ là tốt à, và à, với dòng sản phẩm loa này thì là trên thị trường đang bán với cái giá là khoảng tầm 14 triệu và bên cửa hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác một cái giá à, rẻ hơn à, rất là nhiều. À rồi kết thúc video tại đây Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại Anh em trong những video tiếp theo của bên em Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi kênh youtube của bên em nhá Xin chào và hẹn gặp lại